Chào các bạn, tôi Xuân Nguyễn đây. Thì hôm nay tôi lại cũng là rất là vui khi lại làm tiếp tục làm video để hướng dẫn các bạn. Thì như lần trước tôi có làm một video hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm Camtasia 9. Thì sau khi các bạn cài đặt xong thì một số bạn đã hồi âm cho tôi là không sử dụng được phần mềm Camtasia 9 vì bị một lỗi là không hiển thị video. À, khi các bạn tải phần mềm Camtasia 9 về thì nó sẽ hiện lên một màn hình đen thui và không thấy gì để chỉnh sửa video hết. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video clip này để hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi động lại phần mềm Camtasia 9. Chọn New Project. Thì bạn nào mà chưa cài phần mềm này thì có thể coi lại video trước của tôi để có thể cài được phần mềm này hoàn thiện. Rồi, đây là giao diện làm việc của nó. Chúng ta bấm vào Import Media. Chọn tạo một file hình hot girl này. Chúng ta kích chuột phải và Add to Timeline. Rồi, như vậy là file là vào Timeline rồi. Tạm thời chúng ta thử kéo ra đi. Và bấm Play thử xem. Đấy, chúng ta thấy là ở dưới thì video đã chạy nhưng mà phía trên màn hình thì lại là một hình màn hình đen thôi. Chúng ta sẽ không thấy gì trên này để mà chỉnh sửa hết. À, thì đây là một cái lỗi rất cơ bản và những bạn lần đầu tiên mà cài đặt phần mềm Camtasia 9 sẽ hay bị. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn để khắc phục cái lỗi này. Nó cũng đơn giản thôi. Thì các bạn vào phần Edit. Và phần Edit và chọn mục cuối cùng ở phía dưới cùng đấy, và phần Advanced trong mục Hardware thì các bạn bấm vào và chọn vào phần dưới cùng. Đấy, nhớ là chọn phần dưới cùng. Rồi. Sau đó các bạn bấm OK. Như vậy là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ test xem thế nào. Thì chúng ta sẽ tắt cái phần mềm này đi, không lưu. Sau đó chúng ta tiếp tục khởi động lại. Chọn New Project. Rồi, chúng ta lại tiếp tục import media và đưa hình hot girl vào. Chúng ta lại tiếp tục kích cực phải để đưa hình vào timeline. Đấy, thì chúng ta ngay từ lúc đưa vào thì trên màn hình nó đã xuất hiện rồi, không tối thui như lúc trước nữa. Và khi chúng ta bấm play thì màn hình vẫn như thế này. Đây là do là hình ảnh nên nó sẽ đứng yên, còn nếu các bạn đưa video vào thì nó sẽ chuyển động và chúng ta sẽ dễ dàng thao tác biên tập video ở chỗ này. Rồi, như vậy là xong. Cái lỗi này đã khắc phục xong. Quá đơn giản đúng không nào? Rồi, thì video clip hướng dẫn của tôi ngày hôm nay đến đây là tạm dừng. Thì vì cái lỗi này cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp nên clip này thực hiện đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip hướng dẫn sau. Thế nào, chào các bạn.